Bếp Phượng kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu ngày 11 tháng 10 năm 2019, đến với bản tin hoạt hình đốm gồm có vai trò phụ huynh học sinh bên cạnh học đường và người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Để mở đầu, Bếp Phượng kính mời quý vị theo dõi vai trò phụ huynh học sinh bên cạnh học đường do võ Thành Nhân và Hoàng Vi Kha thực hiện. Kính chào, quý vị, chúng tôi là võ Thành Nhân và hôm nay trong chương trình vai trò của phụ huynh bên cạnh học đường những chương trình giáo dục thì chúng tôi có một cái tập trung về một cái chương trình gọi là Tinh hoa nước Việt sẽ được tổ chức vào ngày 20 tháng 10 sắp tới đây ở tại Virginia. Và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi với thầy Hoàng Vi Kha để tìm hiểu những cái chi tiết về vấn đề tổ chức cũng giống như nội dung của chương trình và sự hợp tác của phụ huynh như thế nào. À, trước hết xin kính chào thầy Hoàng Vi Kha. Dạ, xin chào anh Nhân và kính chào quý vị khán đang theo dõi chương trình. À, cho đến ngày hôm nay thì cái chương trình tinh hoa nước Việt uh, nó chuẩn bị tới đâu rồi và dạ, anh có thể uh, yeah. thầy có thể lặp lại cái cái chủ đề và một số những cái mà mình đã chuẩn bị rồi được. Yeah. OK vậy để Kha nói về chủ đề chứ nhá. thì chủ uh, chủ đề của tinh hoa nước Việt năm nay mang tên là quang phục. thì uh, hơi ngược trở lại uh, một chút xíu thì đây là lần thứ sáu uh, chương trình của chương trình đã thực hiện. thì uh, cái mục đích của tinh hoa nước Việt là một cái chương trình văn nghệ À, mang yếu tố về văn hóa và lịch sử nhưng mà thật ra bên trong nó là một cái sân chơi chung cho ba thế hệ người Việt tại vùng thủ đô hoa à, hoa tình đốn Virginia và Maryland thì à, qua những cái hoạt cảnh diễn về văn hóa lịch sử Việt Nam thế hệ đi đầu là thế hệ à, cha chú sẽ là những cái người gọi là cố vấn đưa ra những cái à, dự kiện về lịch sử, kiểm chứng về những cái điều văn hóa đạo đức vân vân. Thế hệ một rưỡi như tụi mình thì là những người biên soạn ra những cái kịch bản và làm việc với thế hệ thứ ba là những em đó có những em thì trẻ có thể có tài năng về đạo diễn thì các em sẽ đạo diễn, còn những em khác thì sẽ tham gia đóng đóng những cái vai trò trong những cái vở kịch. Năm nay chủ đề mang tên là quan phục bởi vì có một số lý do thứ nhất là trong cái tình trạng đất nước hiện giờ nó đang suy thoái đạo đức rất là trầm trọng thì tụi em mới nghĩ là muốn quan phục lại đất nước thì trước tiên mình phải quan phục lại cái nền tảng của con người và nó mới dựa vào cái chữ hai chữ quan phục thì ba nhân vật lịch sử quan trọng trong thời cận đại của Việt Nam được đưa vào chương trình năm nay thứ nhất là anh Hồng Nguyễn Thái Học và các đồng chí của ông thứ nhì là cụ Phan Bội Châu và thứ ba là cụ Phan Chu Trinh. Yeah. Yeah. và khi mà chúng ta nói vấn đề tổ chức chúng ta nói có ba thế hệ tham gia vấn yeah. đề tổ chức nhưng mà cái co cái nghĩa là thành phần chính của ban tổ chức nó gồm có những cái tổ chức nào những cái hội đoàn nào ở trong vùng đứng yeah. hợp tác chặt chẽ với mình à, cái cái phần chính là của nhà Việt Nam và Việt Tôn là hai nhóm đã phối hợp với nhau làm việc 6 năm nay cho cái chương trình song song với hai nhóm đứng ra khởi xướng thì có những <laughs> hội đoàn trong vùng như mà phần lớn là các trường Việt ngữ các trung tâm hướng đạo và các uh, trung tâm uh, dạy võ trong vùng của chúng ta. Dạ. Về thành phần sinh viên, um, thầy Kha có cái ghi nhận nào về sinh viên của chúng ta lớn lên ở bên này và sinh viên mà đi du học bên này, cái yeah. sự tham gia nó như thế nào, vậy thưa thầy Kha? Uh, có thể nói là ngang ngửa với nhau. Một uh, một số các em là sinh viên mà bên Việt Nam qua đây du học và một số nửa còn lại là các em lớn lên ở đây. Cái số nửa lớn lên ở đây là phải nói là cảm ơn phụ huynh ở bên đây rất là nhiều bởi vì họ qua những cái trường Việt ngữ, những cái lớp hướng đạo và những cái lớp võ thuật thì họ biết được cái ý nghĩa của cái chương trình nên họ dắt con em họ lại và họ nói với là tụi Kha là đây là còn là một cơ hội cho tụi nhỏ nó học về lịch sử văn hóa Việt Nam. Còn đối với các em sinh viên mà du học qua đó thì qua những cái VSA tại trường GMU vân vân thì tụi em có tới để mà họp mặt với những cái buổi họp trong đó thì có gặp các em bên đó thì các em bên đó có một số em họ nghe và họ thích thú lắm họ ghi danh và có nói thật ra có những cái em mà họ ngạc nhiên khi mà đọc lại lịch sử bởi vì ngay cả những cái điều đó trong nước họ không hề biết dạ. yeah. và khi mà chúng ta nói rằng là cái vai trò của phụ huynh nhờ phụ huynh mà chúng ta có được những em trẻ tham gia vào những cái chương trình ừ. có giá trị về sử có những vấn đề giáo dục và hiểu được cái sự hy sinh của tiền nhân của chúng yeah. ta để có được đất nước yeah. chúng ta cái văn hóa của chúng ta là nhờ Gửi tổ quốc tốt đẹp của chúng yeah. ta thì bên cạnh đó thì thầy Kha nói rằng là các em sinh viên ở trong nước ra cũng tham gia ừ. dạ, đúng. như vậy là thì Kha nhận định như thế nào về những em mà không có phụ huynh ở phía sau mà ừ. các em nó cũng tham gia chương trình của mình à, bây giờ nói à, riêng về các em mà du học sinh qua thì cái vấn đề nó hơi khó khăn cho các em đó có một số mình cũng thông cảm là có một số em ngại bởi vì họ các em còn phải trở về bên kia thì nhưng mà cái phần đó thì mình thông cảm mình không nói tới ở đây mình chỉ nói là những cái em mà họ nhận thức được và họ đồng ý tham dự vào những cái chương trình này ấy. thì đó là một cái sự khuyến khích rất là lớn của những người như chúng ta ở bên hải ngoại và kha cảm thấy là mình nên À, tiếp cận với những em như vậy à, lắng nghe các em để hiểu các em như thế nào và qua những cái sinh hoạt như vậy đó mình có thể giúp cho các em tìm về những cái sự thật của lịch sử của Việt Nam và những cái nền ép văn hóa sống của Việt Nam trước 1975 mà sau này các em hầu như không không biết tới. Yeah. Và khi mà gặp như vậy thì các em ban đầu có một cái sự gọi là hơi e dè, anh biết cũng cái đó chuyện dĩ nhiên thôi nhưng mà mình tiếp cận các em thì mình dùng tấm lòng và mình cho các em đối xử bằng tình đồng bào thì các em nhìn thấy cái cái hành vi của những người, người Việt ở đây không hoàn toàn giống như những gì mà các em nghe thấy bên Việt Nam thì từ qua vài lần sinh hoạt như vậy các em cảm thấy thân thiện hơn và các em bắt đầu cởi mở cái tâm tình các em ra thì đó là dịp mà mình có thể mình ngồi xuống mình nói chuyện được với nhau và yeah. Dạ yeah. và cho đến ngày hôm nay thì cái chương trình uh, tổ chức không thay đổi chúng ta sẽ bắt đầu Dạ uh, bên. Yeah, vâng. vào lúc 2 giờ chiều 2 giờ chiều ngày 20 tháng 10 tại McLean High School dạ. Yeah. Yeah và sẽ có những cái thông báo kính thưa quý vị chúng tôi sẽ có những cái thông báo để mà trên TV để cho quý vị có thể theo dõi được cái địa chỉ cũng giống như thời gian mà trình diễn của cái chương trình chúng tôi gọi là tinh hoa nước Việt một cái chương trình sử có dính liền cái cái văn hóa và sử cận đại và đến là một người hướng dẫn cái chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cùng thầy Hoàng Vi Kha sẽ tìm cách để mà tìm nhiều chương trình hữu ích để mà giới thiệu đến quý đồng hương đặc biệt quý đồng hương tại vùng thủ đô hoa thành đống một lần nữa xin được kính chào thầy hoàng vi kha dạ xin kính chào anh nhân kính chào quý vị